Angular là gì? Angular là nền tảng web hiện đại. Chúng ta cùng đến với 7 điều nên biết khi học Angular. 1. Angular phát triển trên mọi nền tảng, từ web, web di động đến native mobile và native desktop. 2. Tốc độ và hiệu suất của Angular. Hiện nay Angular đã đạt đến tốc độ tối đa có thể phát triển trên web thông qua web worker. Angular cho phép bạn kiểm soát và mở rộng. 3. Những công cụ tuyệt cú mèo của Angular. Angular có thể xây dựng nhanh chóng với các công cụ. Các công cụ đó là Tempo và Component đơn giản. Angular cho phép mở rộng thành phần sẵn có, nên Angular được hàng triệu người yêu thích. Từ bản thử nghiệm, Angular đã mang lại hiệu suất và cơ sở hạ tầng có thể mở rộng cho những ứng dụng lớn nhất của Google. Vì thế, sự phát triển đến yêu thích toàn cầu là điều dễ hiểu. 5. Angular không còn là AngularJS. Angular từ phiên bản thứ 2 đã không còn là AngularJS. Ngôn ngữ lập trình trong Angular Framework là TypeScript. TypeScript là một ngôn ngữ lập trình có cú pháp siêu nghiêm ngặt. Sau khi biên dịch thì TypeScript mới trở thành JavaScript. Điểm vượt trội của Angular so với các ngôn ngữ khác. Mặc dù Angular ra đời, JS ra đời sớm nhất, nhưng Angular ra đời nhất do có cú pháp ngôn ngữ nghiêm ngặt nên Angular khó học hơn so với JS hay Vue, nhưng Angular lại dễ triển khai và bảo trì hơn. 7. Kiến thức nền tảng trước khi học Angular. Chúng ta cần phải tìm hiểu về Node.js để cài đặt, chạy CMD và các câu lệnh khác, HTML để hiểu được các thẻ, CSS để tùy chỉnh giao diện trong Angular, JavaScript để hiểu được các event phía dưới của Angular, và TypeScript vì TypeScript là ngôn ngữ lập trình chính của Angular mà. Sau đây tôi sẽ đến vào một số trang web cần thiết cho việc học Angular. Đầu tiên là trang chủ của Angular, angular.io. Các bạn có thể vào phần doc để tìm hiểu các thông tin liên quan về Angular cũng như các tutorial trên trang chủ. Và để có kiến thức cơ bản vững chắc để học Angular thì chúng ta cũng cần biết HTML, CSS và JavaScript. Để thuần thục được ba kiến thức này thì chúng ta có thể vào trang Wikipedia School. Trên Wikipedia School chúng ta có thể viết code ngay trên chính trang web này, không cần cài đặt gì ở trên máy. Các bạn có thể thấy là chạy được code luôn ở trên này. Có rất nhiều trang web thông tin liên quan được trình bày rõ ràng mạch lạc thông qua các tutorial, các bài học. Mọi người có thể đọc và phần nào chưa hiểu có thể vào xem. Đây, rồi kích vào, đây là đang dạy thẻ H1 ở trong HTML. Tôi sẽ đổi code ở trong này và chạy thử ở trang bên cạnh. Xin chào H1. Tiếp đến là CSS. Chúng ta cũng học tương tự, kích vào các reference xem cách hoạt động. Đây là thuộc tính pow nên không có gì thay đổi cả. Tiếp đến thì ta sẽ quay sang JavaScript, các sự kiện ở trên web, rất nhiều sự kiện. Tôi cũng chưa học hết ở trong này. Sẽ thử đổi một số sự kiện trong này. Tôi sẽ xóa sẽ break, để lại hai số cộng với nhau. Nếu để thêm break thì nó sẽ hiểu là cộng chuỗi, còn xóa đi nó sẽ là cộng số, ra một kết quả số. Ngoài các trang web để học thì chúng ta cũng có thể học qua video trên YouTube. Các bạn có thể gõ YouTube Angular sẽ ra rất nhiều khóa học các bạn có thể học.
rất rất nhiều khoa học. Thường thì mọi người hay vào khoa phạm để học. Khoa phạm cũng có một khóa học lập trình Angular 4. Nếu như mọi người muốn học ngôn ngữ Angular mới hơn, như hiện tại là đang Angular 12, thì hãy comment để tôi sẽ tạo ra một khóa học về Angular 12 cho mọi người. Đây, khóa học Angular 4 rất 27 bài, còn rất nhiều các video hướng dẫn về Angular khác ở trên YouTube, mọi người có thể xem thử. Ở đây, kênh Techmaster Việt Nam cũng có những khóa học về Angular. Các bạn cứ đánh các từ khóa liên quan đến Angular thì sẽ ra rất nhiều các video và tutorial liên quan, rất nhiều để học. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Các bạn thích đặc điểm nào nhất của Angular? Đó là được yêu thích toàn cầu, hay ở những công cụ tuyệt cú mèo của Angular? Hãy comment ở phần bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh, và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.